Camera an ninh tại cửa hàng bán thiết bị điện tử, điện thoại di động ở thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã ghi lại tình huống tai nạn bất ngờ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo clip, vào lúc 11 giờ 17 phút trưa qua, vợ chồng chủ cửa hàng và con trai đang ở phía trong quầy bán hàng. Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm công trình màu vàng đang đứng bên ngoài tủ kính. Thấy mẹ đứng lên, bé trai đứng trên ghế ở phía sau ôm cô mẹ. Hai mẹ con cõng nhau đi vào nhà. Khi vừa đi được vài bước đến bậc tam cấp, đang lách qua khe tủ và cửa thì bỗng người mẹ có dấu hiệu lảo đảo, hai tay đưa lên bám vào thành tủ nhưng không thể trụ vững. Cả hai mẹ con đã ngã nhào xuống bậc cửa. Hai người đàn ông vội vàng chạy lại, may mắn cho bé không sao, đã được vị khách bế lên. Cùng lúc người chồng cũng bế vợ ngất xỉu lên tay. Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hàng triệu lượt xem bày tỏ cảm xúc và bình luận, băn khoăn thắc mắc nguyên nhân vì sao lại xảy ra vụ việc. Anh chồng đã giải đáp: các cụ gánh giúp gia đình con quá nhiều ạ, may không sao, chứ xảy ra vấn đề gì, con biết phải làm sao. Biết là mỗi người có một ý kiến riêng, nhưng sự việc là vợ mình bị choáng do thiếu máu từ khi sinh cho mình hai đứa con. Mọi người ai bị nên cảnh giác nhé. Chỉ với dòng giải thích ngắn gọn cùng với phản ứng tức thì của người chồng đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động. Nghe cầu từ khi sinh cho mình hai đứa con, thấy tình cảm thật. Phụ nữ sau sinh sức khỏe giảm rõ rệt luôn. Mong các anh chồng yêu thương vợ hơn. Hành động của người chồng mình nhìn mà rớt nước mắt luôn rồi ạ. Nhìn là biết anh yêu chị ấy nhiều như thế nào. Ông chồng đáng đồng tiền bát gạo, nhiều ông chỉ biết ấm mỗi đứa con xem có bị sao không rồi mới đến vợ. Cách anh đỡ ôm vợ vào lòng thấy hạnh phúc quá. Với người thiếu máu, tốt nhất là sau khi ngồi muốn đứng lên thì đứng từ từ thôi. Thật may bé trai không bị làm sao.